hai ngày biến mất, Evisua đã trở lại với người dùng Việt. Tối mùng 8 tháng 10, ứng dụng đo chất lượng không khí Evisua đã trở lại trên kho ứng dụng iOS và Android, cho phép người dùng Việt Nam có thể tải về. Như vậy, sau hai ngày biến mất khỏi thị trường Việt, ứng dụng Evisua đã quay lại. Trước đó vào tối mùng 6 tháng 10, ứng dụng đo chất lượng lượng không khí Evisua đã bất ngờ biến mất khỏi cửa hàng App Store và Google Play khiến người dùng Việt không thể tải ứng dụng để xem kết quả cập nhật không khí tại các thành phố lớn trên ứng dụng. Nguyên nhân đội ngũ phát triển ứng dụng đã phải chặn người dùng Việt được cho là đã bị tấn công bằng xếp loại một sao trên các cửa hàng App Store và Google Play, cũng như nhận được nhiều bình luận tiêu cực, gay gắt từ một bộ phận người dùng. Khởi phát cuộc tẩy chay e được cho xuất phát từ lời kêu gọi của một thầy giáo tư vấn online có tên Vũ Khắc Ngọc trên Facebook có lượt theo dõi khá lớn. Tài khoản này cho rằng ứng dụng e đã gian dối khi xếp hạng thủ đô Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới. Việc xếp hạng của e sẽ làm ảnh hưởng đến ngành du lịch Việt Nam. Sau đó thầy giáo Vũ Khắc Ngọc đã có bài viết xin lỗi gửi đến đội ngũ phát triển Evisua với lý do chưa được cung cấp thông tin chi tiết về cách thức Evisua thu thập thông tin, bố trí các điểm quan trắc, tính tin cậy của phương pháp đo, độ chính xác của thiết bị đo, cách hiệu chỉnh sai lệch giữa các lần đo, cách tính giá trị trung bình, quy trình vệ sinh các đầu do sau khi đo. Evisua là ứng dụng thống kê chỉ số chất lượng không khí của Mỹ, AQI. À, Đây là tổ chức sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp lớn nhất về chất lượng không khí. Dữ liệu này được thu thập từ các trạm quan trắc không khí của nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu. Trước thời gian biến mất nói trên, khoảng 2 tuần, eVisual là ứng dụng đo chất lượng không khí được tải nhiều nhất tại Việt Nam.